Ok, hello anh em, xin chào anh em đã trở lại với kênh của mình là Nguyễn Mẫn Gamer. Yeah. Ok, hello anh em. Thì ở video lần trước á là Mẫn trải nghiệm một cái con xe khá là mới, con xe của hãng Hyundai Universe đời 2019. Đấy, thì anh em nào mà chưa xem video của Mẫn á thì nhớ quay lại xem cái video của Mẫn nha. Vậy đừng có bỏ lỡ cái video này, bởi vì đó là một con xe nó khá là phổ biến trên thị trường ấy. Anh em đi ở ngoài đường anh em sẽ thấy nó rất là nhiều, xe chở công nhân nè, xe du lịch nè, xe đưa đón các kiểu vân vân. Đó là con xe Universe 2019 cũng khá là phổ biến ở thị trường Việt Nam luôn. Anh em nào mà chưa coi nhớ quay lại video lần trước của Mẫn xem ủng hộ Mẫn nha. Thấy hay thì nhớ cho Mẫn một like ha, để lại lời bình luận hay là muốn Mẫn làm con xe gì đó anh em nhớ để lại phía dưới cho Mẫn ủng hộ Mẫn nha. Ok, thì hôm nay Mẫn sẽ tiếp tục với cái tựa game là Bus Simulator Indonesia. Trước khi mà Mẫn chuyển qua, Mẫn làm một số giải đáp thắc mắc cho anh em ở trên cái bên phần game trên máy tính. Đấy, thì có vẻ là qua ba cái video Mẫn làm là thứ nhất là hướng dẫn tải game, cài bài cài game, rồi cách mod map tiếng Việt nè, rồi cách chuyển tiếng tiếng Anh thành tiếng Việt nè, cách giúp cho anh em có chiếc xe Taco Mobihum nè, rồi chúng ta mod skin vô như Phương Trang, rồi Xuân Tùng vân vân vân. Đấy, thì anh em cũng là khá quen với cái mặt của Mẫn rồi đúng không? Đấy, thì này cứ nhìn đến cái Bus Simulator là biết à, đúng này, Nguyễn Mẫn Gamer. Tất cả đều đúng. Ok, thấy cái mặt của mày là quen quá quen rồi. Đúng, hợp lý. Hôm nay Mẫn sẽ hướng dẫn cho anh em thêm một cái phần gọi là nhỏ nhỏ thôi chứ nó cũng lớn nữa anh em, đó là một cái phần mà Mẫn thấy cũng rất là nhiều anh em đang cần, đó chính là Mẫn sẽ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta có thể mod nhạc vào trong cái chiếc xe của chúng ta để chúng ta có thể vừa chạy xe vừa nghe nhạc. Thứ nhất, chúng ta vừa chạy xe vừa nghe nhạc đó, rất là view, nghĩa là chúng ta rất là feel á, nghĩa cảm giác rất là thích. Đấy, hoặc là chúng ta đi đi ở ngoài đường á, chúng ta hay đi những cái chiếc xe khách như là về miền Tây mà hay đi xe Phương Trang nè, đi về Đà Lạt chúng ta hay đi xe Thành Bưởi nè. Đó, thì ở trên xe tài xế cũng hay bắt nhạc chúng ta nghe. Thứ nhất là giúp cho tài xế đỡ buồn ngủ nè, thứ hai giúp cho cái người hành khách đó cảm thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn, bởi vì khi nghe nhạc sẽ giúp chúng ta có cái tâm hồn chúng ta nó gọi là nó vui hơn. Đấy, nó quên hết đi cái nỗi buồn. Ok, hôm nay mình sẽ giúp anh em thực hiện cái điều đó luôn. Đấy, mặc dù mình thấy trên YouTube đó có khá là nhiều anh em làm cái vấn đề là hướng dẫn cho anh em rồi, nhưng mà mỗi một anh em thì sẽ có một cách hướng dẫn khác nhau. Đấy, thì anh em thích cái nào thì anh em coi thôi. Ok, thì chúng ta bắt đầu thôi anh em nha. Ok, ok anh em, thì chúng ta bắt đầu luôn anh em nha. Chúng ta bắt đầu luôn, không làm mất thời gian của anh em luôn. Thì đầu tiên nó để chúng ta có thể tải được cái bài nhạc á yêu thích của chúng ta vào trong cái máy nghe nhạc ở trên cái chiếc xe trong game á, thì chúng ta cần cái tải cái bài nhạc đó vào trong kho lưu trữ. Sau khi tải vào trong kho lưu trữ rồi đó, chúng ta mới bắt đầu ép lên trong vào trong game được anh em nha. Đấy, thì để anh em có thể tải được cái bài hát mà chúng ta tải bài hát vào trong kho lưu trữ và chúng ta ép vào game để chúng ta nghe nhạc vừa nghe và chạy xe á, trong những lúc trời mưa cho nó feel quá, cho nó thích á, thì anh em sẽ có rất là nhiều hiện tại là sẽ có rất là nhiều cái trang web, nó có rất là nhiều cái phần mềm giúp chúng ta có thể tải cái bài nhạc đó về trong cái kho lưu trữ. Chẳng hạn như là nhiều anh em sẽ dùng là Zin MP3 nè, một số anh em sẽ dùng là nhạc của tui.com này. Đấy, một số anh em sẽ dùng cái này là nhạc của tui.com này, đúng không? Đấy, đây là cái trang mà mình thấy là nhiều anh em rất là thích rồi, rất là từ đó nó khá là phổ biến rồi, ai nghe nhạc cũng thường là vô đây với là Zin MP3 nhiều. Nhưng mà Mẫn sẽ nói anh em một chút vấn đề này là khi mà anh em dùng cái Zin MP3 này hoặc là nhạc của tui.com á, thì anh em sẽ gặp một vài trường hợp là đôi khi có những bài hát rất là mới anh em cực kỳ thích luôn, nhưng mà khi mà vào trong đây á, anh em tải về không được là do nó bị dính cái bản quyền khi mà cái người ca sĩ đó người ta đăng ký bản quyền trên Zin MP3 hoặc là nhạc của tui.com, thì anh em sẽ không thể nào anh em download cái bài hát đó về lưu trong kho lưu trữ, mà chúng ta chỉ có thể là chúng ta nghe trực tiếp thôi. Mà cái việc nghe trực tiếp sẽ không giúp cho anh em có thể tải về trong kho lưu trữ mà chúng ta ép vào game chúng ta nghe trong lúc chạy xe được. Đấy, cho nên Mẫn hôm nay hướng dẫn anh em cách tải nhạc ở trên YouTube. Bởi vì theo Mẫn á, cái YouTube nó như là một cái thế giới thứ hai vậy đó. Thằng Google thực ví là cái thế giới thứ nhất, vì anh em tìm cái gì anh em cũng lên Google đúng không? Nó nói muốn biết thì hỏi. Đấy, cái gì không biết thì mình sẽ tra Google. Đấy, thì
cái thằng YouTube á nó cũng như là thằng Google đấy, anh em muốn coi cái gì cũng có, chẳng hạn như coi phim cũng có, coi video cũng có, hài cũng có, nghe nhạc cũng có, rất là nhiều luôn. Cho nên Mẫn muốn hướng anh em tới cái việc là gì đây, trời nó cứ gửi mấy cái tin nhảm nhảm về đấy, thì Mẫn muốn hướng anh em tới cái việc là chúng ta dùng YouTube để chúng ta tải nhạc về, bởi vì trên đây nó sẽ không hạn chế cho chúng ta là bị dính bản quyền, bởi vì chúng ta chơi thôi, chúng ta không có đăng clip trên YouTube mà chúng ta không có sợ bản quyền anh em nha. Đó thì chúng ta đầu tiên để chúng ta tải về trên YouTube, nhạc trên YouTube về đó, Mẫn hướng dẫn cho anh em chúng ta sẽ vào một cái trang web đấy, có thể là nhiều anh em sẽ biết rồi nhưng cũng có thể nhiều anh em chưa biết, đó là trang web du.com đấy, trang web là iout.com anh em nha. Đó thì tí xíu mình sẽ ghim cái đường link này ở phía dưới phần mô tả, anh em click vô cũng được, click vô bài qua luôn khỏi mất công bấm vô, hoặc là anh em mà thích bấm thì bấm, tại vì nó cũng có vài ký tự à. Đấy đây là cái giao diện của trang du.com anh em ạ. Đấy thì trong cái giao diện này anh em thấy là cái danh sách trang web, tức là danh sách nó hỗ trợ đó, nó sẽ có là YouTube nè, đám mây nè, Facebook nè, Twitter nè, đó rồi cái gì đó, có nghĩa là vân vân rất là nhiều cái đó. Đây chính là cái giao diện mà hôm nay clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng để tải nhạc trên YouTube về đấy. Sau khi là chúng ta có cái này rồi anh em nha, chúng ta bỏ qua một bên đi, chúng ta chưa có cần tới nói đâu anh em. Đấy chúng ta vào phần chính là chúng ta vào trên YouTube, anh em vào YouTube anh em sẽ bấm vô cái phần này, nó là quá 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 là quen thuộc rồi, anh em bấm vô cái bài mà anh em thích đó, như Mẫn thì Mẫn sẽ cái bài là Tự Hào Việt Nam, tại vì Mẫn là tại vì đó Mẫn là con người Việt Nam mà, mình là con người Việt Nam cho nên mình phải cần mình phải tự hào mình là con người Việt Nam đấy, cho nên Mẫn rất là thích cái bài này. Anh em mà thích bài nào thì chúng ta cứ chọn vô bài list vô đây và chúng ta tìm kiếm thôi đó, chẳng hạn như cái bài Tự Hào Việt Nam của Mẫn nó là hiện lên cái phần này đúng không anh em list vô đó, thì cái này là Tự Hào Việt Nam là Việt Nam ơi, Việt Nam ơi đó. Tự hào hát mãi Việt Nam ơi đó, đây là cái bài hát mà trong mấy cái kỳ đá banh á, người ta là rất là nhiều bài, rất là anh em nghe rất là nhiều á đó. Thì khi mà anh em vào đây á, nhiều anh em sẽ thấy là cái phần tải xuống nè, nhiều anh em ba vô liền, nhiều anh em thấy là à mình vô phần bài này rồi, thấy tải xuống nhấp vô tải xuống đấy, Mẫn cũng sẽ tải xuống để cho anh em coi luôn. Thì tại sao Mẫn muốn nói cho anh em cái vấn đề này đấy, nó hơi chá Mẫn kéo xuống xíu đấy, là tại sao Mẫn muốn nói đến anh em cái vấn đề này, là khi mà chúng ta vào phần tải xuống nó gặp vấn đề gì nè, anh em kéo xuống nha. Đó nó kêu là đã tải xuống video, là nhiều em thấy ok vậy là mình xong rồi, không cần mất thời gian đấy. Vậy thì khi mà chúng ta tải xuống nó sẽ nằm đâu, nó nằm đây nè anh em, mình cho anh em coi nha, nó nằm đâu đây nha. Đây cái phần tải xuống đang nằm ở trong thư viện anh thấy không, đây thư viện Tự Hào Việt Nam ơi, thì nó chỉ tải cái phần thư viện thôi chứ nó không tải vô cái thư mục mà chúng ta cần để lưu trữ mà chúng ta mod vào trong game được đấy, có nghĩa là cái phần tải xuống này nó giúp cho anh em cái việc là khi mà chúng ta vào chúng ta thích cái video nào đó chúng ta bấm tải xuống để chúng ta lưu lại, thì qua ngày hôm sau chúng ta vào chúng ta không cần phải tìm kiếm nữa, chúng ta bấm vào phần thư viện là nó sẽ có những cái video mà yêu thích của mình ở trên đây đó, như Mẫn nè, Mẫn tải mấy cái video yêu thích của Mẫn về hôm đây nè, Doraemon nè, nè cái video mà lấy xe hôm qua của Mẫn vừa làm nè, anh em nào mà chưa coi về cái Honda Universe thì nhớ list lại cái video hôm qua coi nha, chiếc xe rất là đẹp đó. Đó mấy cái video Mẫn yêu thích này là Mẫn tải về hết đấy, thì anh em á tải xuống chức năng tải xuống trên YouTube nó chỉ giúp anh em là lưu lại trong cái kho trên thư viện nhạc của YouTube thôi, giúp anh em tìm kiếm cho nó nhanh thôi chứ nó không có công dụng gì hết trơn á. Bởi vì sao Mẫn nói vậy, anh em vào trong đây ha, anh em vào cái file quản lý nè đó, anh em vào cái phần quản lý anh em bấm vô cái phần là tải về, à đây là cái bài bài hát mà Mẫn đã tải về rồi, đây là cái bài hát Mẫn tải về rồi đấy, cho nên Mẫn xóa đi nha. Đấy là khi mà anh em vào trong cái phần tải về á, nó sẽ không hiện lên cái bài hát đó, có nghĩa là chúng ta đang cần cái bài hát nó nhảy vào đây nhưng mà cái bài hát nó thật sự nó đã không nhảy vào đây, nghĩa là anh em bấm vô cái đó nó sẽ không nhảy bài hát vô đây đó. Cái bài hát hồi nãy Mẫn xóa đi là Mẫn đã tải về trước đó mà Mẫn quên xóa đấy, nên cho nên Mẫn xóa mà Mẫn làm lại cho anh em coi. Đó là chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ không thấy được cái bài hát mà cái phần tải về đó, là nó chỉ nằm ở trong cái, rõ ràng nó chỉ nằm ở trong cái thư tự nó nằm trong cái thư viện nhạc thôi đó, anh em thấy không. Đấy thì á nó sẽ xảy ra vấn đề là như vậy, là khi mà anh em bấm vào trong cái bài hát của chúng ta là nó chỉ hiện lên là chúng ta chỉ được
nghe ở trên YouTube thôi, chúng ta không nằm ở trong cái thư mục đó. Đó, vậy thì chúng ta sẽ làm cách nào chúng ta tải cái bài hát này về trong, chúng ta lưu trữ ở trong cái thư mục download đó để chúng ta có thể mod vào trong game, là chúng ta cũng list vào bài hát nè. Nè anh em thấy không, vẫn nó tải xuống nè, nhưng mà sau khi tải xuống vào, chúng ta không nằm ở trong cái thư mục lưu trữ của chúng ta. Chúng ta bấm vô cái phần là chia sẻ. Anh em nhớ nha, chúng ta bấm không bấm tải xuống trên đây nha, mà chúng ta bấm vô phần là chia sẻ. Bấm vô chia sẻ nè. Chúng ta bấm vô phần là sao chép đường link, anh thấy không? Cái đoạn đầu tiên luôn nè, sao chép đường link. Đấy, sau khi mà đã sao chép đường link rồi đó, anh em đi ra. Anh em tới là cái trang web hồi nãy, là trang web du của mình đấy, anh em dán cái đường link vô. Đó, dán bằng cách là anh em đè cái tay mình vô đây luôn, khi nào nó hiện đến chữ dán anh em bấm chữ dán vô. Đó. Vừa bấm dán vô thì cái trang web này nó sẽ trả cho chúng ta, thứ nhất là cái khung hình đúng rồi nè. Đó, nó với cái khung hình này với lại trên YouTube á, là nó là một đó anh em, nó y chang hịch luôn, là chúng ta biết chúng ta làm đúng rồi đó, là chúng ta đã đào đúng cái bài hát mà chúng ta thích rồi. Ok, xuống đây nó sẽ hiện lên là định dạng. Thì á nhiều nhiều anh em á, mới vào nó sẽ là file MP4 là file video. Đấy thì anh em nhớ, nếu mà anh em vào không phải là MP3 thì anh em chuyển qua file MP3 cho mẫn nha. Chúng ta cần cái bài hát này ở cái dạng file MP3. Thứ nhất là cái file MP3 nó rất là nhẹ, khi mà chúng ta mod vào game á, chúng ta tải về á, nó cũng rất là nhanh, mod vào game nó không bị lag. Còn khi là anh em dùng cái file MP4 á, thì nó rất là nặng, tại vì nó là file video, nó có hình luôn, nó có hình ảnh trong đó luôn, nó rất là nặng. Khi mà anh em mod vào trong game á, nó sẽ giải trường hợp là bị giật lag đó, nhiều khi chúng ta đang chạy xe mà giật lag thì nó bị mất vui. Ừ. Thì chúng ta cần file MP3 thôi, chúng ta chỉ cần nghe tiếng, chúng ta không cần coi hình ảnh. Đấy, chúng ta cần nghe tiếng mà không có cần coi hình ảnh thôi. Chúng ta chuyển qua file MP3 nha. Sau khi anh em kiểm tra à mình đã có file MP3 rồi, anh em kéo xuống nó chữ định dạng chuyển sang MP3, anh em click vô. Đấy. Thì sau khi mà click vào á thì nó sẽ hiện lên cái phần tải về trên đây nè anh em. Nè, cái phần tải về nè, nó tải về rất là nhanh, tại vì chúng ta chỉ tải cái file MP3 thôi, chúng ta không có tải file MP4, cho nên nó tải rất là nhanh. Anh em nhớ là chọn cái file MP3 nha, chúng ta không tải MP4 nha. Anh em chờ tí xíu là nó tải xong mà, này nó tải lẹ lắm. Đấy, nó để mà tải thành công rồi đó anh em. Đấy, thì sau khi mà chúng ta thành công rồi đó, chúng ta sẽ vào trong quản lý file nè. Nó có bài tự hào Việt Nam, anh em thấy không? Tự hào Việt Nam. Cái giờ tải là 21 giờ 32 nè, để anh em, nhiều anh em nói mẫn là hồi nãy cái bài nó còn nè, đâu còn đâu, 21 giờ 32 nè, anh thấy không? 21 giờ 32 phút, ở trên đây cũng 21 giờ 32 phút nè, anh thấy không? Đó nè. Đó chính là cái thời gian thực mà chúng ta vừa tải xong. Vậy là chúng ta đã có được cái bài hát Tự hào Việt Nam rồi anh em. Đó, chúng ta đã có được cái bài hát này rồi. Đó. Chúng ta có thể click vô này, chúng ta chọn Google Play để chúng ta nghe cũng được. Đó, nó đang tải đó anh em. Đó là Tự hào Việt Nam nè. Vậy là chúng ta chỉ cần nghe sơ thôi, chúng ta nghe sơ thôi là chúng ta. Đây, nó phức tạp lắm, nghe xong cái nó bị tờ lưa anh em. Ok, là chúng ta cần nghe sơ sơ thôi là chúng ta đã biết được là à là cái bài hát chúng ta ok, đó là chúng ta đã tải về cái bài hát nó thành công rồi đó. Đó, chúng ta chỉ cần nghe sơ sơ như vậy thôi là chúng ta biết cái bài hát chúng ta đã tải về thành công rồi. Ok, vậy thì sau khi chúng ta đã tải cái bài hát thành công rồi thì chúng ta làm như thế nào, chúng ta add vào game thì chúng mình sẽ hướng dẫn cho anh em nha. Đấy, chúng ta tới đây là chúng ta đã hoàn thành xong 50% của cái công đoạn ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ vào game, chúng ta add vô nữa là chúng ta nghe thôi. Ok, chúng ta vào game nha anh em nha, chúng ta vào game nha, vẫn sẽ vào game bình thường thôi, chúng ta vào Bird Simulator này. Đấy. Chúng ta vào trong game bình thường anh em nha. Video lần trước là mình hướng dẫn anh em cách tải game, mod xe hết rồi, thì bây giờ là anh em chỉ có việc là chúng ta vào game thôi. Ok, sau khi vào game á thì cái chiếc xe này mà hôm trước là mình đã hướng dẫn cho em anh em cách mod rồi, anh em nào mà chưa mod chiếc xe Thaco này thì nhớ list lại cái video lần trước của mình đấy, coi là cách mod chiếc xe nha, là chiếc xe này rất là đẹp luôn nè anh em. Đó đấy, thì nhiều anh em nó nói là vừa vào á thì thấy là cái kiến nó màu đen, chúng ta vô chúng ta chạm được, thì chiếc xe này mặc định nó hơi bị lỗi như vậy. Anh em nhớ là vào chúng ta ép cái kim vô là chúng ta
không có bị lỗi liền à. Mình sẽ hướng dẫn anh em lại cách add skin luôn, anh em nào mà chưa add được cái skin á thì coi lại nha. Sau khi coi chiếc xe nè, thấy không, anh em chọn vô, mình tắt cái tiếng xíu nó mới cứ lắc lắc hoài mệt quá. Đấy thì anh em sẽ chọn vô cái phần là nhà để xe à, anh em bấm vào nhà để xe đó, thì trong cái nhà để xe nè anh em bấm vô cái phần cái ô vuông vuông nè, bấm vô vuông vuông, chúng ta bấm chữ duyệt gân nè, duyệt kim này bên đây nè anh em, bấm vô nó kêu là chọn thiết bị, anh em chọn là trình quản lý tiệp, anh em vô cái phần download nè, nó sẽ có cái nhà xe nè, kinh Taco Mobihome nè đó, kinh giáp biệt nè, anh em cứ chọn kinh và anh em cứ ép vô thôi đó. Thấy không, mở làm lại cho anh coi nha. Vào việc kinh nè, chúng ta vào quản lý tiệp nè, chúng ta vào phần download nè và chúng ta chọn kinh thôi. Ở đây mẫn muốn giới thiệu cho anh em cái nhà xe là nhà xe chính nghĩa đấy, cái kinh này mẫn thấy nó khá là đẹp anh em nè, anh em thấy không đó, rất là đẹp luôn. Tí xíu thì mẫn sẽ để cái nhà xe chính nghĩa, cái link nhà xe chính nghĩa ở dưới bên dưới á, anh em nào thích cái nhà xe này thì anh em có thể đào cái nhà xe chính nghĩa về nha. Anh em thì hôm nay mình sẽ review cái nhà xe chính nghĩa cho anh em nha. Ok, là mình add cái skin vô nè, sau khi add cái skin vô nó hết kiến đen rồi đó, anh em bấm cho áp dụng là xong đó. Nó sẽ có là mất miễn phí hoặc là mình miễn phí đi anh em, tiền mình không có nhiều mà mình cứ miễn phí thôi. Ồ, cái miễn phí này anh em phải đợi tới tận 26 giây nữa, kệ nó, chúng ta đợi tí xíu vậy mà chúng ta đỡ mất một khoản tiền. Mình đã nghèo rồi mà anh em, ta nói nghèo mà kệ nó, ai giàu thì giàu, người ta thích tiền tiền, vẫn nghèo vẫn chọn cách 30 giây tiết kiệm. Ok, sau khi xong chúng ta bấm cái này làm sao. Ồ, đó anh em thấy không, là chúng ta có được cái nhà xe chính nghĩa rồi anh em đó. Để anh em là thích cái skin chính nghĩa thì vẫn sẽ để cái đường link ở phía dưới, anh em có thể download cái skin chính nghĩa luôn về cho chúng ta nha. Đó, ngoài ra vẫn còn có một cái skin Bảo Yến nữa nè, anh em nào thích thì cũng có thể tí xíu download luôn cũng được nè, Bảo Yến nè, thấy chưa, hai cái nhà xe này rất là đẹp luôn anh em nha, Bảo Yến với chính nghĩa. Ồ, đẹp cực luôn đó, thấy không, rất là đẹp luôn anh em nha, sắc rất là sắc từng chi tiết một luôn đó. Ok đấy, chết cha rồi, vẫn quên rồi, trời ơi là trời. Ok, bạn lấy kinh Bảo Yến đi anh em nha, lấy kinh Bảo Yến đi. Trời ơi, lấy kinh Bảo Yến tiếp một trời 30 giây nữa anh em, thôi kệ nó, vẫn nghèo anh em thông cảm, mất thời gian tí xíu nhưng mà anh em thông cảm, mày vẫn hơi bị nghèo đấy. Thì hai cái kinh nhà xe Bảo Yến và chính nghĩa này á là bạn đã fit cái lỗi là cái kiến trắng cho anh em rồi, anh em cứ việc dưới xuống cái đường link của bạn á, ngay ở dưới phần video này anh em download hai cái skin này về, nếu mà anh em nào thích download về chúng ta ép vô là xong. Ok, xong, sau khi mà chúng ta đã có được cái nhà xe mà chúng ta thích rồi đó, ví dụ như mẫu này mẫu sẽ kinh Bảo Yến cho anh em, có nhà xe chúng ta thích rồi đó anh em, thì chúng ta sẽ bấm vô cái phần là cái mũi cái nhạc này anh em thấy không, cái nhạc nè, anh bấm vô cái nhạc cái gì nữa trời đó, anh em bấm vô cái nhạc này nè, bấm vô cái phần nhạc, cái nốt nhạc đúng không. Sau khi bấm vô nốt nhạc á, ở đây nếu mà anh em nào chưa mà có thêm vô cái danh sách á thì chúng ta sẽ thêm vô danh sách nha, chúng ta bấm vô từ đài, chúng ta chuyển sang cái phần là âm nhạc. Sau khi vào âm nhạc nè, chúng ta chưa có tạo danh sách đó, anh em nào mà mới lần đầu vào đây á thì nó sẽ không có đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo, chúng ta thêm danh sách. Ở đây chúng ta nhập tên của chúng ta vô, ví dụ mẫn là Nguyễn Mẫn Gamer đấy ha, anh em nhớ là cái tên này chúng ta không thể đặt đặt có dấu nha, đặt không dấu, không dấu cách luôn, chúng ta có thể cách ra nhưng mà chúng ta đừng có đặt dấu tiếng Việt vô đó. Ví dụ mẫn để là Nguyễn Mẫn Gamer, mẫn ok đấy, mẫn sẽ thêm vô, sau khi bấm vô thêm vô đấy là chúng ta có nè, Nguyễn Mẫn Gamer chúng ta đã có thêm thêm vào. Sau khi mình đã có được cái list nhạc rồi anh em, chúng ta bấm vô là thêm bản nhạc đấy, nó kêu là thêm bản nhạc bằng trình duyệt, chúng ta bấm trình quản lý đấy, thấy không, khi mà bấm vào trình quản lý á, trong cái file download hồi nãy vẫn chứa cái bài tự hào Việt Nam anh em thấy á, là nó sẽ có bài tự hào Việt Nam nè anh em đó, chúng ta bấm vô cái bài tự hào Việt Nam, như vậy là xong đó, nó nằm ở trong đây là xong đó, nó nằm ở trong đây là xong. Anh em có thể bấm cái mũi tên này chúng ta quay trở lại đó, hoặc là chúng ta có thể thêm bài khác vô, nếu mà anh em tải một lúc nhiều bài, anh em có thể thêm từng bài vô đây đó, chúng ta bấm quay trở lại đó. Bây giờ chúng ta đã xong rồi đó, chúng ta đã ép xong cái bài nhạc rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta trải nghiệm đó anh em đó, chúng ta trải nghiệm nha.
Ok, chúng ta vào game. Ok đó, bây giờ chúng ta đã vào trong game rồi đó, chúng ta trải nghiệm ha, anh em nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử mở nhạc cho anh em nghe. Anh em chờ tí xíu. Đấy, nhà xe Bảo Yến chúng ta anh em rất là đẹp luôn nha, kiên xe rất là đẹp, vẫn review cho anh em coi nè, đây nè, thấy không? Từng chi tiết một luôn. Nó rất là nét luôn nha, xe giường nằm nhìn thấy rất là đẹp luôn. Bảo Yến có số điện thoại nè anh em, ở phía trước có số điện thoại Bảo Yến nè. Đó, em thấy không? Nè. Cái kiến đâu, cái xe đó còn là cái kiến đâu còn là cái kiến màu 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 cái kiến của xe chúng ta đâu còn là cái kiến màu đen luôn, hiểu không? Đó, chúng ta có thể bấm vô đèn nè. Đó, cái chữ Bảo Yến nó sáng lên là khi mà chúng ta chạy vào ban đêm á, là chúng ta thấy cái bảng LED nó sáng lên. Còn ở xung quanh bên đây á là nó sẽ có mấy cái đèn LED của cái thành xe nè. Đó, đây là chiếc Sako Movium 2018 anh em, 2018 2019. Đó, cái này thì Mẫn đã hướng dẫn anh em mod rồi, nên làm chưa coi thì nhớ coi lại cái bản cái video mod xe của Mẫn với đó để chúng ta thực hiện. Ok. Đó, bây giờ chủ yếu là mình vô mình nghe nhạc mà anh em. Mình nghe nhạc thì Mẫn sẽ vào nghe nhạc cho anh em coi nha. Đây, ở trên cái phần này anh em bấm vô cái phần nhạc. Trong cái nhạc anh em bấm vô cái phần play. Nè, nó ra bài Tự Hào Việt Nam, thấy không? Mình sẽ nghe một đoạn nha anh em nghe. Đó, thấy không? Đó, Bảo Yến rời bến anh em nha. Cái điện thoại mà nó cũ rồi cho nên nó khá là lag. Ok. Đấy, anh em thấy không? Vậy là bạn đã hướng dẫn cho anh em thành công cái việc là chúng ta mod vào trong cái bài hát rồi đó. Đó thì anh em mà chưa làm được thì anh em cứ làm theo cách của Mẫn, bảo đảm 100% là chúng ta sẽ làm được. Đấy, tại sao mà Mẫn muốn anh hướng dẫn anh em cách tải nhạc ở trên YouTube thì Mẫn cũng nói rồi. Thì Mẫn thấy nhiều anh em hướng dẫn anh em cách tải nhạc ở trên Zin, thì cái Mẫn nói rồi, Zin thì nó sẽ có nhiều bài mới ra anh em sẽ không thể tải được. Mà anh em thấy trên YouTube á, những cái video mới, những cái MV mới ra của các ca sĩ á, nó đều nằm ở trên YouTube hết, thì anh em có thể dựa cách này anh em có thể tải được những bài hát mới, những bài hát mà đang thịnh hành hiện nay mà anh em thích, vừa chạy xe vừa nghe. Nhưng mà anh em nhớ là chúng ta chỉ chạy xe và chúng ta nghe để chúng ta đăng lên trên group Facebook chơi cho vui thôi, chứ anh em đừng có đăng lên trên YouTube nha. Nếu anh em làm trên YouTube mà anh em đăng cái bài hát mà trọn vẹn của ca sĩ lên á, nó sẽ bị dính vô cái phần là bản quyền, anh em nhớ là chú ý như vậy đó. Vậy là bạn đang hướng dẫn cho anh em thành công, thứ nhất là chúng ta đã tải được nhạc trên YouTube nè, thứ hai là chúng ta đã mod được cái nhà xe, mà đang hướng dẫn em lại cách mod kin xe đó. Thì Mẫn giới thiệu cho anh em hai nhà xe, đó là xe Chính Nghĩa và xe Bảo Yến. Đấy, anh em cũng thấy là Mẫn đã review chiếc xe Bảo Yến rất là đẹp nè, chúng ta mở đèn lên là anh thấy chiếc Bảo Yến nó sáng lên đó, thấy không? Cái rất là đẹp luôn đó. Thì anh em nào mà cảm thấy cái kin này nó đẹp á, thì anh em có thể download đưa cái kin này về để chúng ta trải nghiệm bằng cái đường link mà Mẫn đã dán ở dưới phần mô tả của chúng ta. Đấy, cái game tại vì chiếc xe của Mẫn là nó cái điện thoại của Mẫn nó cũ rồi, cho nên á anh em thấy á, nó hơi bị lắc, thì cho nên cái việc mà chúng ta chạy xe nó hơi giật giật cũng hơi khó chịu, thì anh em thông cảm mà Mẫn có tiền mua điện thoại mới đó, thì làm để hướng dẫn cho anh em thôi. Nè, nói không, khi mà Mẫn mở cửa nó sẽ là kính chào quý khách, là cho quý khách lên, sau khi lên đóng cửa xong nó sẽ để nhà xe là Bảo Yến, anh thấy không? Cực kỳ sang trọng luôn và cực kỳ hiện đại đó. Thì hôm nay Mẫn sẽ tạm ngưng cái video lần này tại đây anh em nha. Ok, thì Mẫn đã hướng dẫn cho anh em thành công cách nghe nhạc nè.
Đó, chúng ta đã thành công cái việc ấy rồi thì Mẫn sẽ tạm thời Mẫn ha. Đấy, anh em thấy không? Vậy là Mẫn đã hướng dẫn cho mình công cái việc làm mod nhạc ở trong chiếc xe rồi. Thì do Mẫn thấy khá nhiều anh cũng có một số anh em và một bạn anh em PM riêng cho Mẫn hỏi là làm sao chúng ta mod nhạc vào trong chúng ta chạy xe. Đó thì hôm nay Mẫn có một chút thời gian, Mẫn dành một chút thời gian để hướng dẫn cho anh em làm video hướng dẫn. Thì Mẫn cũng biết là cái video hướng dẫn của Mẫn như vậy nó đã chi tiết chưa, đã thật dễ hiểu cho anh em chưa. Thì anh em nếu mà anh em nào mà làm không được thì nhớ để lại cái bình luận ở dưới cái phần mô tả của video, để lại cái phần để lại bình luận ở dưới video này ấy. Anh em nào mà không làm được cứ để lại cái lỗi mình gặp, Mẫn sẽ cố gắng vào hỗ trợ cho từng anh em. Còn anh em nào mà đã anh em nào xem mà đã hiểu đó, thì nhớ like cũng như chia sẻ cái video của Mẫn cho những bạn mà chưa biết đấy. Anh em cũng có thể hỗ trợ cho những bạn đó như Mẫn vậy đó, chúng ta cùng hỗ trợ cho nhau để chúng ta có một cái tựa game nó trải nghiệm nó lý thú hơn, nó hấp dẫn hơn ấy. Thì anh em muốn Mẫn làm thêm cái phần nào nữa, muốn làm về cái gì nữa thì Mẫn sẽ làm. Thì những video lần trước á, Mẫn có thấy một bạn em kêu là hướng dẫn cách mod xe Hyundai, cái chiếc của hàng xe Hyundai đấy, với lại một vài chiếc xe con. Thì Mẫn đang nghiên cứu và sắp tới Mẫn cũng sẽ ra clip hướng dẫn cho anh em. Anh em cảm thấy video của Mẫn hôm nay làm nó dễ hiểu hay không thì nhớ lại để lại bình luận cho Mẫn nha. Ok, thì bây giờ là 9:46 phút. Đấy, Mẫn quay clip thì cũng thường là chỉ trễ lắm. Đấy, cho nên anh em xem clip xong, anh em làm được thì chắc cũng tới giờ đi ngủ rồi. Ok, thì chúc anh em của chúng ta ngủ ngon. Nhớ là nếu mà anh em nào chưa xem cái trải nghiệm xe Universe của Mẫn á, thì nhớ click lại cái video lần trước á. Chúng ta coi thử cái nhà xe Universe nha. Đây là một chiếc xe rất là nổi tiếng luôn, cũng rất là hiện đại và cũng rất là hình thành ở Việt Nam. Đấy, đừng bỏ lỡ cái video lần trước của Mẫn nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của Mẫn. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh của Mẫn thì cho Mẫn để lại một lượt đăng ký và nhấn vào chuông để nhận được thông báo mới nhất. Thì khi mà Mẫn có ra những cái video nào đó đó thì giúp để cho anh em cập nhật tin tức mới nhất. Hoặc là anh em có thể vào trên group Facebook của Mẫn là thắc mắc thì hỏi. Đấy, Mẫn sẽ ghim cái đường Mẫn sẽ ghim cái group Facebook của Mẫn ở dưới, Facebook nhóm ở dưới. Anh em nào mà thích á, vào trao đổi trực tiếp với những anh em trong đó, những anh em trong đó cũng rất là nhiệt tình luôn. Anh em cứ xin vào trong cái group trên Facebook, Mẫn sẽ hỗ trợ trực tiếp ở trên đó, sẽ nhanh hơn là ở trên YouTube. Ok, thì bây giờ gần 10 giờ rồi, chúc anh em ngủ ngon, bye bye. À, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích, kéo xuống dưới nhấn vào nút màu đỏ để đăng ký kênh, nhớ like và nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất về kênh của mình nhé. Bye bye.